Good morning. Sara, xong ta tích máu lư lư nhung vậy cho ba hệ Sara. Bắt lưu ta sẽ liệu lưu Xong bà. bột. Chà chà, ok, 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 nên nhóm xong anh nhạt cổ rộp chung việc xua, phía yêu kết thúc tăng áo để bàn chương cho rùm về bình nhà bỏ khăn soft line nợ về bật ní. Tôi lưu bật thiên bọt reduce cost and manage risk with soft line manage protection. Trong nó có nông bật này đáy bật thiên bọt ní dương nâng focus sẽ ra anh tôi lưu tẹt thông chung mùi đông Microsoft Security hay nâng miền solution bỏ soft line manage hay nâng protection cứ tẹt thông chung mùi nâng cả design bỏ khang soft line cứ dương customize thường mới đảm bày ai customer quoting cho package của Microsoft mùi hói hay dương miền security add-on hay nâng pay tẹt thông chung mùi cost nâng có dương reduce budget mà cho nguồn đài tới tam ở đầm rạc cao bỏ khang nhiều. Trong ngày này đấy cứ dương miền speaker chùm nguồn bay nét. Tiếng mũi cứ lộ Pran Manisara, Country Sales Manager, có hoạt nâng brief tới lờ profile bỏ khang cổng hôn bài chỉ ai trên này bây tập Pran Niti tới đọc Niti tế đồng bày áp tè tệ tông chùm nguồn bỏ miền thamay thamay đã khang sọc là dương miền. Hồi bà tốt máu cứ dương chùm chùm nguồn lộ châm nà rá có hoạt Security Technical Specialist lead. Chúng có hoạt nâng overview từ Microsoft Security Feature. Hay bắt đầu máu dương của miền lục Watt Sarabot có hoạt Solution Sales Lead. Có hoạt nâng overview từ Solution robot Softline Manage Protection. Ok. Ok, chân cùng ai khát bê dữ, nhóm mà xong invite the first speaker, Mr. Pan Manisara, Country Sales Manager, có hoạt nâng overview từ Softline Profile. Và tốt máu dừng ai cụ từ session detail và bảo khăn softline. Ok, ổ côn, xa ra. Bà ổ côn xử lệ quá. Ok, chẳng xong mạng tí. Let me share my screen. So today, bà ổng côn đừng học ní. Xử lệ là just to test, you can hear me clearly, right? Yes, yes, we can hear you. Let me share my screen. Những error tích không chụp tờ. Ok, thì lại kênh slide nhóm rồi nào. Dạ, dạ, khơi. Ba, ba, này này. Ok, chị mình nói tiếp ở con tờ can tệ chân của đâu chị mật phẹt nực nông sai IT từng học này còn được cha đại bàn cho ruộng với bên nào bỏ sót lại này được này hay chỉ mình đóng tiết đôi cả son gà vì khai môn môn cứ dừng tay để miền topic mấy thay làm bây giờ mà thôi cả present chạy đồng lại đôi update luôn từ càng bóng ôn mật phẹt hàng IT từng học này hay đấy nực nông ngày này dừng dọc rất dọc solution mới để chia solution bỏ sọc lại trên đó cứ sọc lại này protection hay chỉ thay mình đoán tiết dùng từ ca research của Cisco liên thương là collaboration cloud đôi chỉ security cứ chỉ top challenge hay top concern để mình đoán chỉ mô xâm rạp role IT business hay xâm rạp bóng ôn nâng nông business dùng ai chất cho thay chỉ small medium business đối diện đang sản phẩm vì Microsoft dùng miền plan dùng miền Office 365 miền Microsoft 365 tại plan mới đại dương recommend đại học small business có đôi chỉ tệ chân này quạt miền user tech crown mà rồi được crown p rồi những cứ có thể consider chỉ mới năng Microsoft Business Premium đại xa tại Microsoft Business Premium vì mau chỉ mới năng cloud service và đôi chia security mau chỉ mới đem đó. Còn tại tập tâm năng miên product để bấm ra từ đó collaboration từ đó service và đôi chia
miền security mà hỏi có liên thời ca miền team để quạt check quạt ai mình này từ product năng bán để make sure thà resource là dương nominate từ quạt với quạt ai keep track cái đôi chia deploy solution properly hay make sure thà management control of mobile device accessing to the system năng từ từ ban nực đòi mập chặt tầng cà pia rồi cả data leak trên xem cả đôi chi maximize return on investment nông ca chậm nay từ Microsoft 365 solution năng chấn vì không không sao lại bao nhiêu cứ dùng miền team dùng miền expert để quạt ban thuộc long cắt cả deploy cả đôi chi lọc long cắt chậm mỗi năng ca nghe này support cái đôi chia keep track cái năng on năng cứ dùng miền team hay sao được chứ ngày năng cứ dùng chọn bằng hai cái solution manage protection box online năng cứ là vì năng chui chạy cùng lại cho đôi chia sầm ra ca nghe từ đó là bom on khang IT ban mà chuẩn thông và ok chân chia làm bốn xong cho tới sau lang tích tế để sang trong club dạy thì sau lang thì chan thấy thì thằng đa máu về việt nam một bạn cho nên trong còn là bình tích tế để sang trong lực lượng quân từ sau lang bọn dưỡng cơ chế digital transformation and cyber security solution provider chân sau lang thì đôi chỉ open platform quân dân để dương connect có đôi chỉ interconnect between our customer chỉ mỗi năng solution hay năng vendor xa riêng chỉ global company riêng mình present chiên cài sập ram xa kha nơi lưu chiên hàng sập tiền nơi lưu cục lộn ai chấn đời xa tiệp xa nơi cao bằng tiền mỗi mỗi cứ xem thế này đời lái nơi tiệp xa hàng bay từ rốt hàng bay bật tiền chiên lớn chỉ thòm đá cứ solution thay từ đó cả nó cứ máu khi ra môn dương chẳng tầm rộn tại mặt đó dương dương thời ca trong này về riêng dương thời ca trong này về research học về ra hay toàn tầm rơi ca chẳng bà sân bà tệ tôn cho mỗi năng solution là vậy để thamay nó cứ hàng sọc lang bao dương xem này kê miền bà bị sao địa bàn pra hay năng deploy quyết hái chúng sản phẩm sản cứ như mình bàn nhau cứ như mình team để quạt mình capability để bay deliver solution từ đó customer bao nhiêu mình thàn để chụp máy mình thàn nơi Lào, Myanmar, nơi Việt Nam, nơi Thái, nâng protection tiếp cứ như mình team để bay support customer bao nhiêu team xét customer để quạt miền xa khá nhưng hai thà conglomerate rồi có banking customer để quạt mình brand thì những cái thằng sọc mai dương lớn business của dương cứ grow thị trường này có môn này bằng cái thằng sọc mai có quạt expand quạt mình xa khá mình trâm đây là con tam khai là con tích công chí là có expand xa khá bỏ qua đó tích ra viên đồ chỉ từ lá từ chỉ từ miền mà nên tích chất hàng chứ là những cái thằng đạt chỉ sân tục này cả vật tham ấy hay có xong khảo sát này được là mong bộ tệ chung đôi chỉ business owner để có thể có thể không bằng áp vật nâng involve hay có bạn contribute to society cho làm này tàn dạng cả vật business của quán đánh giá cả expand business tới cả cái thế thì chú ý rồi đừng đầu châu không nông sốc dương phía trang hoặc này và ok hai mũi tiết nhưng còn là trong hai lại làng quýnh để tôn cho mũi nâng quay để chia chi mình bỏ sót lang dưỡng cư dương tù ban được nông xem con và thay mũi nhất chứ thay mũi đo tiết cư dân tự bán Microsoft từ tù squad chia country partner of the year hay recognition award này cư dương biên cạp cục trên chỉ dân buôn con partner chiến hay chia cả o con thông cả đồ chia đăng côn từ đó là tệ chuẩn bao nhiêu này đại tài control từ đó công hôn sọc láng hay trả từ lưới switch bọc sọc láng đặc biệt là cả control thì tệ chuẩn cứ như mình ai từ tour ban achievement cái đôi chia recognition phòng đại tiền bạc hay chia sổ xong xong chia tích lại vọt Microsoft
thành thì phần là âm hiến cứ cầm ở sau làng và giới quan tụ bàn bày đòn hay đi kia ca sẽ mãi chân sẽ mập riêng từng học kinh nghiệm mỗi tiết sẽ tôn như mỗi nâng Waterloo specialization cứ sau cầm ở sau làng và giới cứ tụ bàn ca để cân này trong sáng với cái bàn đó bày với tên cái bàn sau hôm nay giới thì modern work partner ở những vị quan tâm mối hay security partner of the GB1 play and then recognize status nick ban to down soft line Cambodia, soft line Vietnam, or soft line Myanmar. And then play clay day, there's a way that you drop Seattle bomb on near the bomb on club down high from soft line your volume. You can top Microsoft solution provider, but at the same time, you can go to solution to the product same cái này, là complementary business đó. Cái chứng dùng miền tăng Microsoft và đôi chỉ nằm Microsoft, đôi chỉ VMware và đôi chỉ mình engine desktop central và đôi chỉ Snow chứng chỉ solution từ suite đây và đôi chỉ patch deployment hay dùng miền security vendor trên cái đai của đồ chị Kaspersky năng ESET của đồ chị solution chỉ trả tiền và chân người xa bên lý ngay như lấy xong xong khai bản phân nét chân next step nhưng xong chung càng nghiên phần to tới áo lộ chân ra là bây vừa cả bọn sai lùm ất mà mình thay em để tôn cho mỗi năng quay tới chia soft line manage protection ta bọn ôn ai tìm vô thảm bây giờ với clap đi solution này và chân xong ốc côn hay có xong phá về đi ca này tạo hàng đá rá ai cho thua phần to về sân bạn xong ốc côn bà học quân bông hay chuẩn bị sửa bông phụ đang học nghề đấy bà học quân cho ngày này bà chẳng là bây giờ xây bàn viết nhằm hạ sống bật từ đầu bánh bà ông con trai này đọc nhé chẳng sản phẩm ngày nay cứ hàng của nhóm viên và mùa chẳng đa thông thông này giờ mà lực lại sản phẩm ngày nay chẳng kẻ tông năng tí mũi cứ kẻ tông cho mùi năng Microsoft Security Solution hay năng Microsoft Bay rồi học pram of sản phẩm small năng medium business hay năng defender for business hay năng một là hạt ấy để dân cô thể chữa trẻ tới Microsoft Solution hay và tỏ pin năng tới chúng nó đã dùng khăn những kế cứ kẻ tông cho mùi năng source line và này protection hay và tỏ pin năng tới dân miền Microsoft Supply Hub chúng đôi giờ bong bồn được học nhiều ở đại ban làm business chỉ trang trang mà này bong bồn đang hay tham mặt địa vị trong cầu này mình cả lạc đầu ra để xa tại bắt bọt càng nhiều bỏ dưỡng càng tay tầm đẹp chuyên lớn hay là bộ room tiền ở miền bắc nhà hà tệ tôn cho mùi năng ở mê độc sinh sinh phong nắng chân thôi ao miền cả lạc đầu bắt bọt càng nhiều chỉ trang chân xâm lạc cả vì một máu cứ dưỡng thừa cả tay nước nông organization tê chỉ là cái này corporate network rồi corporate location bản tai bài chụp bắn cứ dùng lập đồ mà collaboration để xa tại cả vì muốn cứ miền tại bộc lập tại bản nông đại hạt với cả lực lượng organization bảo dùng để bài chụp bắn cứ dùng trẻ tồn từ cho mùi năng vendor supplier rồi gặp hạt nợ sinh sĩ rồi có ai chi ở tịch chung hoặc này chứng lời xa tại dương ai thuê ca ở vì tiền lại bán trả chứng ai tha vì tệ rồi có tiền lại sinh sĩ được chi cà phê cái đó cứ dương ai thuê ca cái này chung mối kinh bàn được cả tiện tôn tới chung mối năng vendor ấy xem xem chẳng thuê ao giờ company chỉ cho ra chụp năng bán hà tiện tôn năng ta quát cua tại riêng trong vị thị xã bài bán là bây ở càng nghiệp bỏ quát nơi tại productivity hay ao giờ bọc lập bỏ quát nơi tại thuê ca bàn nghỉ sử dụng năng partner hay năng supplier rồi có customer xem xem nên cứ quát ai thuê ca chung mối năng bọc lập bỏ dừng càng khả năng năng bàn sử dụng chẳng là bây này là dừng cái đó chúng mình đang hái dương nơi chúng mình mối tiếp tiếp tôn ha
nó phải để quạt thôi các bạn xuống hay ta dương cu kết cu từ lời sự vật tập hiệp tên là này bỏ quạt kết cu từ lời sự vật tập hiệp từ lời đi bài bỏ quạt đòi được việc này chứng bắt đầu vì chúng nói năng tới cứ tệ tôn như mùi mùi tiết cứ tha ta dương cu tại trai lôi bạc nát đồng bây ở miền ở và sạch tập hiệp của chẳng dương trong này lùi tới thái dương thời ca ở viên miền ở cost effective đấy thà dương trong này lùi tới thái cứ miền sạch tập hiệp để à chui thầm rùa càng nhiều dương bàn cho ra chứng vì chia đồng năng lo mùi đáy xâm rạp bằng phần ngọt nít để xa tại Microsoft cứ Microsoft bây giờ học Brahman offer xâm rạp small nâng medium business chứng Microsoft ban release product Microsoft bây giờ học Prime Business Premium để chú ý xung rủ đo càng nghiệp bóng phố này nếu không nâng mình sử dụng chỉ cho ra đôi chì tệ tôn cho mùi nâng Cloud Suite chứng nếu không Cloud Suite thì dường mình thêm dường mình Exchange hay nâng dường mình OneDrive hay nâng SharePoint chứng và tôi vì nâng tới dường mình Desktop App đấy cứ mình Outlook hay nâng Microsoft Word nâng Excel chạy đám chứng chúng nói đây tầm khăn mùi tiết từ tệ tôn cho mùi nâng Security chứng đôi đại quạt ban prao sử thằng ở hàng hai ấy chẳng riêng tờ ca ở cần sơn để lừa security bỏ quạt hàng tại quạt prao prao tới chụp bằng hà ấy trang để ổn chẳng nơi không ní cứ dương miền ở in tool hay dương dương miền information protection dương dương miền là su ad premium hay dương remote phòng này chẳng ở đôi nhóm dịch vụ hàng lắm cứ cost effective cứ dương chai trong tay một hai đô la nông một hai tế xem rạp bọc lực mà nè rồi xem rạp user mà nè chẳng dương chậm này tích tài dương chậm này bằng tràn chân không nâng dương chậm này tha cứ ở Microsoft cứ đo này ở ca thuê ca chỉ là cái collaboration hay dương ai thuê ca ở pina mau các bạn đây cho mùi khnì nâng cứ chỉ là cái nào việc tham đây mà đó hay nâng ở set từ lư ở ca nghề là bỏ dương hay mùi thiết cứ mà này từ lư đi vài là bỏ dương to thành mà đó chân là bây giờ dương đừng cho bạn tha ta nó không nâng ở Microsoft premium nâng cột sắc xa từ lư bằng hai cái khác đại cột ở nâng vô mặt đỏ sai từ lời bàn hà tặng ở nè chứng xem rap legacy communication dương ca bị một màu chứng dương thua ca tệ tôn từ ưu thì họ thà team set quật chọn close big deal mùi chứng có thể ca communication rồi dương team quật khả năng nâng customer đồng bây xe từ lời pricing hay nâng strategy tìm xe nâng benefit tìm xe chứng ca xe tới cứ miên lạc nè slow hay mùi tiết cứ bây giờ xe tới cứ ai thà miên ca bạch bong rồi có miên ca lùi vì xâm lạc hacker rồi có anonymous chế đám nhưng thì bởi mình cả bảo bạc hay mối tiết cứ tệ tôn cho mùi năng ca quạt control từ lời version file bỏ quạt nhưng đồng bây xâm rùl bằng hai tầng ổn nâng cứ Microsoft ban đo chun nơi Microsoft team mối để à chui xâm rùl ban là hồ tạc đo chất sắp vào mùi phía rối đòi xa tại nếu không Microsoft team nâng dừng ảnh dạy bàn tha OnePlus dừng ảnh video conference call các bạn dừng ai chat các bạn hay dừng ai thuê ca room khi ta lựa document nâng dừng ai modify ta lựa document nâng room khi nâng lựa nâng các bạn hay OnePlus ta đại nâng cứ dừng ai share file nâng 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 và tỏa vì ca để dừng share file rồi viên khi nâng khi hơi có dừng ai mơ ta lựa ca communication là bỏ dừng conversation là bỏ dừng nâng nâng thêm nâng ca bị môn máu dừng như vậy vì ở topic ấy muốn chẳng tới dừng ai tam đan đang sạch rưu nâng là hồ tờ chẳng là mây ao dừng nâng đừng thả ô ta đi lắng cột đỏ đỏ này hay chân mình phải nhà hay gì khá chân và tôi bị nâng chấp là dương ai customize the workflow business bao dương bạn này hay chúng tôi dùng khăn mối tiết cứ trẻ tôn cho mùi nâng version control để cột nâng group grown từ lưu version thằng ốc đại xa ấy version thằng ốc vì nâng up to date đôi khi đại xa tại nâng nông business premium này cứ dương nâng lực cloud chân cứ update up to date tại mặt đó chân Microsoft nâng up to date version chung dưỡng chân dương ở sơ cần sơn ha ưu thì họ thả quạt pra old version hay mà nè chết quạt pra new version chẳng thể chân ở dương ọt bảo bạc không cả mà này tiền chân bằng ha tí phí cứ trẻ tôn cho mũi tha ở lưỡi nướng dương chạp đa mà hành giác ôi cái access data bỏ dương là bị thuộc cả chân access data chân dương ai tha chỉ rồi viên bộc lực là bỏ dương chỉ mùi nồng phạt nữa chứng bệnh sinh chỉ quạt miên osirai access chứng mình xây chỉ miên bài hà cho tất cả này bệnh sinh chỉ quạt khai mình làm thôi chỉ phạt nữa hay có chi gì mà access cho máu para data bỏ dương cứ chỉ bài hà mùi đại phải chôm khai mình tên chứng là bị đo sai bài hà nặng đấy Microsoft ban bill feature security mùi chủng nốt nước hàng cao business premium nâng tiện tông chỉ mùi nâng advanced multi-factor authentication chủ mối nâng conditional access policy chứng
Microsoft គឺ build នេះគឺ build ជាមួយនឹង Zero Trust Framework អញ្ចឹងបានន័យថាទោះបីជា user ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ log in ចូលមក organization យើងហើយក៏ដោយយើង remember គាត់យើង recognize គាត់ហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែ keep verify គាត់ដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការ keep verify របស់គាត់ដើម្បីយើងមើលតែលើគាត់ថាគាត់ជា right person និង right resource ដែលអាច access មកកាន់ data របស់យើងប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថា account របស់គាត់ត្រូវបានគេ compromise អញ្ចឹងគេ compromise បាន password ឬក៏គេព្យាយាម stole password ជាច្រើនឬក៏ stole ID របស់គាត់ក៏ដោយអញ្ចឹងគឺគេអាចចូលមកប្រើប្រាស់ ID របស់គាត់បាន lock ចូលបានដោយសារតែគឺត្រូវជាប់ជាមួយនឹង MFA អញ្ចឹងនៅពេលដែល MFA គឺគេនឹងពិបាកក្នុងការ lock ចូលទៅក្នុង ID account របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការទាំងអស់នឹងគាត់អាច verify គាត់ log in ចូលឆ្លងកាត់ MFA ហើយចប់អស់ហើយគាត់ចូលមកកាន់ conditional access policy អញ្ចឹងគ្រប់ user ទាំងអស់គឺបានន័យថាយើងមានទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់ការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់អីបានខ្លះទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងដាក់ជូនគាត់អញ្ចឹងមិនមែនគាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងរៀបចំ conditional access ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងទៅមានការ challenge មួយទៀតតកតងជាមួយនឹង ransomware អញ្ចឹងតើ ransomware បើយើងនិយាយទៅកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនប្រហែលជាយូរដែរហើយយើងមាន WannaCry ដែលព្យាយាមចាប់ចម្រិតទៅលើទិន្នន័យរបស់យើងគម្រាមឲ្យយើងបង់ប្រាក់ជាដើមដើម្បីយើងយកទិន្នន័យយើងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដោយសារតែមានបញ្ហា ransomware នឹងច្រើនគឺវាតែងតែ encrypt ដើម្បីវាដាក់ key ដើម្បីគម្រាមយើងអញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft 365 Premium នឹងដែរក៏មានការបន្ថិចទៅលើ ransomware ហ្នឹងដោយមាន3វិធីអញ្ចឹងវិធីទី1គ្រប់ content ទាំងអស់ដែលផ្ញើមកជាលក្ខណៈ malicious content ឬក៏ message ណាដែលយើងមិនស្គាល់ជាមួយនឹង attachment ឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវានឹង route ទៅកាន់ sandbox មុនអញ្ចឹងបានន័យថា sandbox គឺជា testing environment របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការពិនិត្យមើលវានឹង check មើលទៅលើemail ហ្នឹងឬក៏ message ទាំងអស់ហ្នឹងមុនសិនបន្ទាប់នឹងវា delivery មក inbox របស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ឬក៏ abnormal activity នៅក្នុង message ទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានពិនិត្យមើលនៅក្នុង sandbox រួចហើយមុននឹង delivery មកកាន់ inbox របស់យើងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្ថយ device វានឹងបន្ថយទៅលើ unauthorized access ដែលវាព្យាយាម access មកកាន់ desktop របស់យើងឬក៏ document របស់យើងអញ្ចឹងunauthorized access នឹងអាចឆ្លងមកតាមរយៈ app នៅក្នុង device របស់យើងអាចមាន script ឬក៏វាមាន file execute script ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាដែលនៅក្នុង computer របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាពិនិត្យមើលទៅថាមានបញ្ហាវានឹង block ចោលតែម្ដងអត់ឲ្យមាន ransomware ហ្នឹងឆ្លងចូលមកក្នុង computer របស់យើងទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹង feature មួយទៀតគឺ file recovery អញ្ចឹងសម្រាប់ file recovery WannaCry នឹងទោះបីជា file ហ្នឹងត្រូវបាន ransomware attack ហើយក៏ដោយសម្រាប់នៅក្នុងនេះគឺវានឹងនៅតែអាច recover បានមកវិញដោយសារតែវាមើលទៅលើ predate របស់encrypt របស់យើងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ recovery តាម version predate របស់យើងនឹងបានមកវិញអញ្ចឹងទោះបី attack ហើយក៏យើងនៅតែអាចយកបានមកវិញដែរអញ្ចឹងវាជួយយើងបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺយើងមានតកតងជាមួយនឹង passing attack ដែលច្រើនមែនតើបើយើងគិតទៅគឺនឹងព្យាយាម attack មកយើងច្រើនការ attack ហ្នឹងមានរហូតដល់ 250% បើគិតជានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះសារអីគាត់ខ្លែងបន្លំធ្វើជាបុគ្គលិកដូចគ្នាឬក៏គាត់ខ្លែងបន្លំធ្វើជាថ្នាក់លើរបស់បុគ្គលិកអីផ្សេងផ្សេងខ្លែងបន្លំគ្រប់រូបភាពដើម្បីព្យាយាមធ្វើការpassing ទៅលើបុគ្គលិករបស់យើងឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏អតិថិជនឬក៏ partner របស់យើងជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីការពារទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង Microsoft ក៏បានបៀ solution មកដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង solution ហ្នឹងគឺវានឹងប្រថិចទៅលើការ attack របស់ pricing ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតកតងជាមួយនឹង time of click ហ្នឹងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រថិចថានៅពេលដែល link ទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកគឺយើងត្រូវបណិតមើលសិនដើម្បីយើង warm up ទៅកាន់ customer របស់យើងទៅអតិថិជនរបស់យើងដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺ end user ហ្នឹងគឺនឹង check មើលអញ្ចឹងគ្រប់ malicious site ទាំងអស់វានឹងចូលមកវានឹងបណិតជាមួយនឹង algorithm តកតងនឹង safe link អញ្ចឹង safe link នឹងធ្វើការបណិត
roll mistake ឬក៏ URL ទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំង URL នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺនឹងពិនិត្យមើលមុនសិនមុននឹង delivery មកកាន់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងជា abnormal actor អញ្ចឹងវានឹង block ចោលតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺវានឹងធ្វើការ check ទៅលើ safe attachment feature អញ្ចឹងគ្រប់ attachment ទាំងអស់អញ្ចឹង attachment ជួនកាលអាចមានជា PDF អីអញ្ចឹង email ហ្នឹងវាសេមកស្អាតហើយអីហើយប៉ុន្តែនៅក្នុង PDF file ហ្នឹងស្អាតតែមាន execute script មួយនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការ passing អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចុចបើកទៅគឺវានឹង execute តែម្ដងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាត្រូវបណ្ឌិតទៅលើ safe attachment ហ្នឹងទាំងអស់ថាតើ safe attachment ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់ហើយការបណ្ឌិតរបស់វាគឺវាយកទៅក្នុង sandbox environment ដដែលគឺវានឹងធ្វើការបណ្ឌិតនៅក្នុង sandbox សិនបន្ទាប់មកហើយទៅវាបណ្ឌិតរួចរាល់ហើយបើសិនជាវាជា normal ទេអញ្ចឹងវានឹងបញ្ជូនមកក្នុង inbox របស់យើងតែបើសិនជាវាជា malicious វានឹង block ចោលតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅវានឹងមានតកតងជាមួយនឹង anti spoofing អញ្ចឹង anti spoofing នេះគឺ Microsoft វាជាមួយនឹងហៅថា AI power anti phishing intelligence ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅលើ anti phishing anti spoofing ហើយនឹងនៅក្នុងនឹងដែរគឺ build ជាមួយនឹង algorithm របស់ machine learning ដើម្បីធ្វើការសិក្សាទៅមើល email pattern របស់យើងនិង relationship របស់ email គ្នាយើងខាងក្នុងថាតើ email ហ្នឹងមានបញ្ហាដែរឬអត់បើសិនជាមានបញ្ហាយើងនឹង block វាចោលបើសិនជាអត់ទេបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់អាហ្នឹងអស់ហើយក៏យើងនៅតែមក verify ម្ដងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង multi factor authentication ដែរអញ្ចឹង multi MFA នេះវានឹងធ្វើការ verify ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវា keep secure ខ្លាំងមែនតើគឺវាមិនងាយនឹង attack មកកាន់ ID user របស់យើងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើង concern មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង data loss ឬក៏ data breach អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ជា Carlos អញ្ចឹង Carlos គាត់ជា business owner មួយគាត់ត្រូវការ share file មួយតាក់ទងនឹងការ close deal ធំរបស់គាត់មួយអញ្ចឹងទៅឬក៏គាត់មានជា customer record ឬក៏គាត់មានជា employee record របស់គាត់ឬក៏គាត់មានជា business plan ជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការបែកធ្លាយរបស់គាត់ឬក៏មានការលួចរបស់គាត់ហ្នឹងពីសំណាក់គ្នាគាត់ឬក៏គាត់ copy ទៅវាធ្វើឲ្យមានការបែកធ្លាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដើម្បី block ទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺ Microsoft Premium នេះសម្រាប់small និង medium business នេះគឺ build មកជាមួយនឹង Azure information protection ដើម្បីធ្វើការ classify ទៅលើ file ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លែរបស់ Carlos នឹងទៅជា highly confidential ដែលมันអាចមានអ្នកណាបើកបានទេបើសិនជា Carlos គាត់មិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងបានន័យថារាល់អ្នកដែល access បានគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយមួយទៀតគឺ file នេះគឺត្រូវបាន encrypt បាត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់ចង់ផ្ញើទៅគ្នារបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងនេះអញ្ចឹងគាត់ផ្ញើទៅគ្នារបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុង organization ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចបើកបានអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ copy ទៅខាងក្រៅទៅ device ផ្សេងក៏គាត់មិនអាចបើកបានដែរអញ្ចឹង sensitive data នេះគឺយើងការពារបានរហូតដល់ 55% ដែលយើងដាក់ policy ទៅលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ protect ទៅលើ information ឬក៏យើង classify ទៅលើ sensitive data ដូចជាទៅលើឈ្មោះរបស់ទៅលើតន័យរបស់អតិថិជនតន័យរបស់បុគ្គលិកឬក៏ business plan យើងពីខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងការពារបានច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកយើងប្រើប្រាស់នៅ device ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីមុនគឺយើងប្រើប្រាស់តែ device របស់ក្រុមហ៊ុនទេជាលក្ខណៈ corporate network អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នដោយសារយើង comprehensive ហើយនឹងបរិបទការងារកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់device ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹង device ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏យើងត្រូវការ concern ទៅលើនឹងច្រើនដែរដូចហេតុអីទី1 device របស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា Android គាត់អាចនឹង root device អញ្ចឹងទៅ device របស់គាត់នឹងគឺជួបបញ្ហាហានិភ័យច្រើនបើសិនជា iOS គឺគាត់ jailbreak jailbreak អញ្ចឹងក៏ជួបបញ្ហាច្រើនដែរឬក៏គាត់ចង់ copy file ទាំងអស់នឹង
đặt từ khung personal bọc quạt chẳng từng ăn nên cứ sợ tại chia ba nhà hà đại dương từ tục cắt đại dương cảnh sơn chẳng cho mùi khnien này đấy cứ nếu khung Microsoft bây giờ học pram premium nên cứ protection cho mùi năng Intune App Protection Policy chẳng dương ai thuê ca cùng nó từ lư Work app bao dương tới chẳng bao nhiêu chỉ mà make app company app bao dương nâng chân company app bao dương ai nhà ao prapra ban tại khung mà make app nâng được như thế bao dương chọn sale từ can app nào mua dương tới chân nếu khung mình nhấn dương miền bốn trái bao dương ngày dương mà lại sale mà drop box nó càng khổ ba này chân cứ dương ai sale từ bốn trái for business bao dương tới dương prap cho mỗi khung nghiệp chân viên nâng vật thay từ lư mà make app là bao chrome hôn hay có mình ao bắt bò từ lời personal app rồi bảo quạt đấy bảo quạt para device to luôn chứ vị trí sáng như cứ riêng cái pi ban rồi hồ từ đó hạ sập phần bảy phía rồi hay by default intune này cứ anh nhà ao quạt lock ban para device chứ riêng work chỉ mùi năng conditional access nơi hàng lời mình tới đồng bởi riêng cầm nọ ao quạt hà ta quạt lock ban para mà device chứ riêng ai ưu để họ thay quạt ai lock device nơi cầm phone màn mũi hay năng lock device to luôn màn mũi chứ cứ ban là pin device thì hay cập device thì nó cứ trơ tay enroll cho tới khung intune là viết bước chuyển mùi đường sang sao chứ mình toàn ở đấy nơi khung Microsoft Premium nó cứ miền solution band mà chuyển mùi kia nó cứ tiện thông chuyển mùi đường Microsoft Defender for Business chứ Microsoft Defender for Business nó cứ quạt miền ở chúng nói bị xe thì trả này đôi chỉ tiện thông chuyển mùi đường enterprise grade để thuê cả secure từ lơ group device để bảo dưỡng cho mùi năng next generation protection hay năng min endpoint dự đoán năng min threat management chứng solution năng đại có việc nghi sử dụng cả para này còn là dùng dùng streamline on board tại bảo màn click tới cứ dùng ai para từ lơ device bảo dưỡng năng bàn hay hay vậy tới cứ việc cost effective mình tính cứ dân chậm lại lôi tích hay dân chậm lại mà trả lên từ lửa nâng chứng dân một mới thả ta nó không nâng dân ai tình bàn ở lại về màn vị thì chứng nó không nâng cứ dân ai bị chết nâng cứ dân mình bị vị thí không gian bị chết xin dân ai bị chết xin hẹp stand alone thì mình tại business defender for business các bạn rồi có dân bị chết đồng bây giờ chậm lấy cứ dân tình Microsoft premium tới chân dương bán Microsoft Defender for Business nó không đang free chân dương chậm lại thằng mặt đó mà phải đợt lại nó cứ dương bán solution pin nó không đang đầm đó hay miền ở feature để tông cho mỗi năng security cho rằng chân bởi dương dây bị capability nó không Microsoft Defender for Business nên quên để tông cho mỗi năng security path chân chậm nói tìm mùi cứ về miền để tông cho mỗi năng street năng vulnerability management hay nâng miền attack surface chân nhóm nâng riêng rộp mùi mùi thả tá nó không nâng vì đó chỉ benefit ở kia khá chân bởi dương dây tới can seed cứ seed management nâng quan ability cứ vì biết mà chỉ là khả năng game changer đại vì best to the risk best chân vì nâng chạy mơ to the risk thật ổn nâng hay bắt tốt vì chạy mơ hay vì nâng đó chỉ nâng nâng dashboard ní vì nâng highlight chỉ là khả năng potential street ao dưỡng hay bên provide cho mỗi năng recommendation từ lời năng ao dưỡng từ configuration từ lời device đã misconfiguration chỉ đạo hay group device để misconfiguration được không nâng dưỡng ai mở recommendation tới đồng bởi dưỡng thuộc cả từ reconfig viên lòng với nhà bạn trầm tử chân bật tố bị năng chọc bật tố bị năng hay dưỡng miên trong hệ mũi thiết tệ tông cho mỗi năng attack surface reduction những attack surface này vì năng cắt bản thoi cả vì bản hà mà lơ device bỏ dưỡng chứng ca cắt bản thoi cả vì bản hà mà căn device này không organization bỏ dưỡng vì cắt bản thoi dạng mấy chứng cứ vì năng thua ca check the lơ role action đôi chỉ tệ tông chủ mùi năng mơ về xanh xanh vì cắt bản thoi mơ vé vì cắt bản thoi ca software behavior xanh xanh này mình trị tình nào mình lỏ đại vì xì dìm execute script xanh xanh hay năng vì allow ai đấy bạn này thay chỉ trust application để bạn nói ở rằng chứng mà em ăn trust application viên năng block chẳng hay viên năng miền web protection hay năng miền network protection năng network firewall để viết thư cả bởi thay cho IP address rồi có URL xin xế nếp chỉ access mà
chân sự mẹ bắt đầu bị nâng tới dương nữ miền next generation protection chân next generation protection này vì nâng thua cả phía tới lửa endpoint device đó bỏ dương để ưu địa họ thà chỉ tụ tới cứ quạt tàng để phá phá sâu nhà kẹp bị môn màu rồi có quạt đào phá lại xinh xinh dân tới thua ở miền bản hà để tổng như môn nhân xuyên nâng chỉ đẹp chỗ đó bỏ quạt chân vì nâng thua cả identify tới lửa street đó nâng tới mưu behavior based robot street đó nâng đồng bây bật thạch tới lửa malware rồi có antivirus để tự tự update mà thamay thamay nâng chân viên nâng bật lọc từ lửa file từ ở nâng để mình mở về nó trong nâng chân viên nâng bật lọc ở nâng chào chân bật tổ phí nâng hỡi dương miền mũi tiết ưu tiệt tôn cho mũi nâng endpoint detection cho mũi nâng response chân endpoint protection and response viên nâng thua ca vì nâng mơ từ lửa advanced hunting để viên nâng mơ từ lửa query based data street hunting nâng ở nâng vì mình bông cầu gì phản hạ dọa chân bắt đầu bị vì detect mơ hai hai viên nâng respond mà vĩnh viên nâng chỉ là cái proactive mà ở dưỡng cư dương ai viên nâng bật lọc tới hay viên nâng thua ca remedy từ lửa street tăng ọt nâng chân viên tục scat hành pay xem xe chạy tông cho mỗi nâng street bàn tràn chân bắt đầu bị nâng phòng này có dưỡng viên auto investigation chân mẹ auto investigation nâng riêng đến những phần viên nâng chia dìm chặt từ lửa mở về chân ưu thị hồn nông rụng ní chân cứ chìa mở về chân vi chạp đang mở cổ workflow tăng ọt chân ai thay chân bị hàng này tới cái network được trên việc hàng này tới tệ tôn cho mùi năng email để kịp nhau cho máu rồi có tệ tôn cho mùi năng device dân to thành một đồng chẳng ai mở về nó cho lòng bị device bỏ dưỡng rồi còn nó cứ viên năng vật thạch viên năng đi thạch tầm mượn từ lưu qua bỏ dưỡng nơi càng khăn nông nắng cứ dưỡng track file năng track memory attack chẳng viên năng track mở năng nông ní trong ní cứ viên năng mình phát file thẻ bảo vệ đại viên năng thuộc cả investigate tầm mượn chẳng là đại viên chạp đang investigate tới cứ việc khơi miền bậc mối cư răn vì khang này tới cư ở miền mở về mũi chân viên nâng chặt mở về nâng bàn hai viên nâng rìm ếch bàn phim phim này mà đó chân được nhầm dịch vì khang nào chân cư viên nghi sử dụng nông ca on board đính còn là dương trong on board đính tới lưu nhu đi vái cư dương còn là cho cư còn là dương configuration tại few step đi very simple tại một đồng chân dương ai cầm nạp tờ policy FCMC này lời nắng cứ việc simple hay việc nghĩ số chân dương click tại bảo mạnh click cái dương anh para para mạnh chân sự hẹp solution đi đây cứ việc available cross platform chân đôi chỉ miền nơi Windows macOS hay là sự hẹp mobile bao dương cứ miền Android hay là iOS hay sự hẹp Visual desktop hôm nay cứ dương miền Windows bây giờ học RAM hay là Azure Visual desktop hôm nay chân chúng đương nhiên bị hàng đàm chứng hay đấy bằng dương chưa chạy được solution bằng Microsoft chứng bong bộ nào này bạn score lại thằng gạt nữa cứ chỉ tìm xa mũi đại dương vi đầm lại từ lời solution same chứng mình mấy là mình solution Microsoft mũi thì mình solution cho ra này gạt nữa thôi cả evaluation từ lời nâng ở một tụ từ lời nâng chẳng chẳng chứng Microsoft cứ ban cho tua cả riêng cái IP gạt nữa cứ chỉ top leader នៅក្នុងកាណឺគឺមានដល់រហូតដល់5ប្រដាក់ឯណោះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងហើយយើងមាន report មួយទៀតដែលអាចកំណត់បានថា Microsoft ជាប្រដាក់ leader ដែរហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង IDC market cap អញ្ចឹង IDC នេះក៏ជាកន្លែងវាតម្លៃទៅលើ solution ដែរអញ្ចឹង IDC នេះបានវាតម្លៃទៅលើ solution Microsoft ថាជាប្រដាក់ leader អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ small business ហើយនឹង mid size អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងមិនបាច់តែ small business យើងមកក្រុមហ៊ុនយើងមានបុគ្គលិកទេយើងអាចទិញ Microsoft solution នេះសម្រាប់ department របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានបុគ្គលិកច្រើនដល់3000នាក់អញ្ចឹងយើងមាន500នាក់ជាបុគ្គលិក sale យើងអាចទិញសម្រាប់500នាក់ apply ទៅខាងផ្នែកបុគ្គលិក sale ទៅព្រោះដោយសារអីវា Microsoft គឺវាងាយស្រួលដោយសារវាជា license based ទៅលើ user អញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែ assign នៅលើweb portal របស់ Microsoft ទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយដើម្បីយើង select partner ធ្វើការជាមួយឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីទទួលបាន service ល្អហើយនិង protection ល្អគឺយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹង softline manage protection អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ចំណុចរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូម hand over
từ bằng vụt bình quân năng này nó bằng vốn trẻ thông cho mùi năng sau lại mình hãy vật thạch sinh ở con trẻ năng. Nâng ok. Thế chúng mình xua bằng phố đồng học nha. Và phải chia bằng phố đồng học nha. Bạn nạc lạc có score nhóm. Hồi phải chia miền bằng phố đồng học nha tạch ná. Nạc nông group này phải chia mình score nhóm ba nhóm xung bộ sản bút. Hồi chia solution sale nơi sọc lại ba. Chẳng và xin chia bóng bóng rồi có bóng bóng đó khi đại miên chia sầm nô tăng bị càng đam đại là đà ra quạt bàn present máu à xua chia sầm nô nó không comment nữa có bán rồi có chạm chọc sẽ xin chạm miên miên chia sầm nô có bạn ở đây thì đại và xin chia bóng miên I feel interrupt lim lim vì lọ đại chẳng hạn chia bàn bà hay sầm lấy bóng đó khi ai raise hand mới và xin về lưu nhầm chỗ ba hay nâng nên mà toàn mang slide đấy chẳng tích sẽ lựa lư ấy ok lư bong lư ok hay nhầm xong bắt video bên tích tức là bây giờ dừng save bandwidth ok. Ok bà, nâng hai bọn đại xa ở quân bọn tổng ốc nha đã đại bàn chỗ rùm hay thằng ngày ní đã ra đại bàn quạt brief để tôn chủ mùa nâng Microsoft Office BSPM của Business Premium xe mẹp Small Business hay nâng Medium Business bà, chân solution tổng ốc nâng đã ra quạt bàn present how chân hay softline cứ dương miền cái chọc chia bí xe đá xe mẹp từ tam cầm hôn rồi có tam sát tháp ban mặt trên đó đại ban quạt cầm phong đại prao office bay rồi spam nâng âm bay rồi spam hai quạt bàn tay hai quạt toàn ban utilize nơi so với chia với khách hàng security nâng tay mặt đồng nhưng chưa thả bong family chỉ mua nâng được email được team được OneDrive SharePoint nhé bong family tại chỉ mua được chia security đại đã ra quạt ban chỉ để bị khẳng đảm nâng và hai chia mình toàn family chỉ mua nâng tê ra xây tới chỉ identity protection threat protection vulnerability document management rồi có information protection tổng hợp năng ba chẳng hạn này cứ nhóm xong bằng hai tí tiệt tương cho mỗi năng cảnh job pi khang soft line này dương miền cả là soft line manage protection ba chứ chia cái job là soft line cứ dương miền cả là nơi không năng cứ dương miền pi và hết và những miền pi và phê tại mỗi kia là standard standard nó cứ dương thì mỗi và đặc là dương cover nó cứ deployment security cho mỗi những identity control optimization conditional access cho mỗi những intune mobile device management rồi có compliance nữa và mobile rồi có mobile application rồi có anti malware anti phishing filtering hay trong cái mô tiền nó cứ email encryption đại bằng ổn tầng ốc này nó cứ part mùi này security protection này apply từ lưu sạp bàn dương là bài cao bia sensitive information rồi có cao bia bị ransomware virus rồi có falling information và dương nâng từ wrong hand bà chân solution dương nâng nóng nâng cứ hai mùi tiết kia ra dương miền chia value added service dương miền chia quarterly access từ lưu secure score assessment hay bột mừng tiền kia ra unlimited support từ lưu request mẹp CSP customer CSP nâng cứ để dùng vào Office BPM để subscribe cho mỗi nâng softline kia là CSP customer chân cái job hoa dương sẽ mạp kia bia tới lỡ giặc chủ thì nâng cứ dương miền kia là standard dương charge nâng mỗi user kia là per user per month $7 tế sẽ mạp mỗi user nâng một khai và nâng nâng cứ dương cover hàng softline dương cover tới lỡ giặc chủ thì baseline hay nâng cyber security feature hay cái job mỗi tiết cứ dương miền chia kia là advanced ở advanced cứ dùng charge mà tầm lại với cứ pram đô la không mà user không mà khai chứ là không nâng cái dương miền bộ của chỗ lại kể tệ tôn chủ mối nâng cứ xem advanced customer nữa là business complex miền sensitive data chớ là dương run hybrid rồi có dương miền many device
bà chẳng nói không nâng cư vi over đại advanced cư vi cover từ lưu standard tầng ó rù bình chô tiên chứ mùi nâng kia deploy từ lưu advanced security miễn customize từ lưu conditional access bà đội bong Paula đại quả xua vì càng đại miễn là dù AD premium miễn mùi nâng conditional access chẳng conditional access cư dương ai thư condition vi cư bàn chẳng bà hay nâng nâng cư dương có miễn dương miễn PC miễn chỉ mobile device management sensitive data sensitive info type data loss prevention rồi có information protection hay năng mối tiếp cứ archiving rồi có retention chẳng chấm phố email là dương operate rồi có business phải dương là miền long term rồi có dương run business mau chú ấy data phải dương nó mình trầm tại dương kia có mọi việc bắt bong rồi có attack rồi có competitor là có lưu information dương tới thì dương ai cho kia data dương xem long term phải dương tiền chúng nó nói cái là archiving rồi retention hai cái chương bao cái chỗ đấy chỉ mỗi đơn cái là value add vì vì nó không chia cái job CSP đó bao customer CSP nó chúng nó nói cái là quarterly system review policy optimization và hai mối tiếp cái chương miền cái là chain request để tôi chỉ mỗi chain request nó về khó khăn chỉ mỗi đơn à standard chẳng mấy standard nó người người này là support cái là đôi support thì bây giờ miền bắc hay cả lang issue cả lang rồi có miền security compromise rồi có miền incident nào mới risk cả lang cái gì chui phải chui prevent phải quản tại nó là change request này miền này thay cho cả quản trong cái policy vẫn trong implement the solution over time integration chủ mới năng SIM ấy cứ vẫn include nó còn năng cái thà vẫn include chi tiết kia ao anh nó cứ đôi premium chẳng chẳng là nông package phải vẫn cứ advance bà chẳng nâng nâng cái job phải dừng từ pi nâng bị kháng soft line cái dừng tá dừng chạy dừng mạnh thì mỗi từ standard hay nâng advanced person và user phải dừng bên này là tam company rồi start ban mỗi đặc biệt user tất chiến hạ sấp cứ dừng chạy tầm lại mà pi rồi cái nông pertinent per man PTM này cứ pertinent per man bà dừng chạy chia làm sam sờ tại mà đong tại person mà còn miền user chưa ra lớp pi hạ sấp tới dừng cái chuyện number of user bay vĩnh cứ tầm lại mà user per user per man vinh hay bản thân chỉ còn lớp đó pi rồi mà rồi hà lan tới cứ dừng tầm lại viết tại pi đô la để nó mà user mà khai hay advanced còn dừng đấy tầm lại phải viết cứ dừng miền tu chiên hà sub user miền thông chiên hà sub user hay nâng thông chiên mà rồi hà hay ní đây sao cái chọn ní chia small nâng miền điểm business miền này thay phải chia maximum càng trong hôn bộ môn tổng nó phải chia à, trăm bay rồi thì bà chiến lược bình đẳng về gì consider cho chị enterprise ok dân này ta how we do và tôi bị dân chia cái job máu ta dân bạn benefit ta soft line and start engagement dân mấy cái dân miền chia starting cứ do cho ni deployment chấm là cái nó cái dân miền thí thì nó cứ time cứ man cứ khai tìm mùi từ bộ nó kia là phase one chấm là nó phase one cái dân sắp xa bị kia là identity system optimization cái co assessment chẳng là nó cái dương assessment the system và dương để dương bạn implement hay hay dương miễn bảo vì sao đây chúng mới đang cầm phone mà chỉ nói là bạn còn implement the business premium tới tài khoản cho tập hợp tại office còn cho tập hợp tại email rồi gọi chuyện online như thế chẳng là lớn nó dương ai in hand the cái defender for office by PM so map advanced anti spam protection dương verify the MFA chúng mới đang conditional access và hay mỗi tiết cái từ verify rồi dùng assessment để lên mobile application để dùng publish trên những cloud rồi có từ internal rồi có từ external đấy hay đăng device configuration rồi có management hay ở vậy đây bấm nó cứ là Windows security Windows update hay gì tu tới và xem small business có đặt main domain user có đặt bạn cần bị ứng Windows update patching rồi có security từ lên endpoint rồi có từ lên device thì chẳng là cái này đây sao dùng có miễn cái là endpoint management để dùng ai manage PC rồi có workstation application và dùng trên bị cloud based đấy thì để dùng ra Microsoft Intune application deployment rồi có policy everything cái dùng ai review trên bị cloud based bàn và chẳng nói nông khai tìm mối nó cứ dùng do a lot of things để trong chuyên mối nâng đổi device compliant customization để lơ conditional access ấy nâng và hay conditional access dùng đăng xe vậy thì anh tụng access bị IP, bị device, bị location, bị user và behavior để tôi chuẩn bị những user reach chuẩn bị những activity access từ business application này cứ dùng miễn chia conditional access miễn rule miễn ok và hay bắt đầu máu cứ dùng miễn phase 2p
phase ទី 2 ហ្នឹងគឺយើង start ចេញពីគេថា ពីខែទី 1 ដល់ខែទី 3 ហ្នឹងគឺយើងធ្វើតេតងជាមួយនឹងគេថា sensitive info type អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន 1 1 អ្វីដែលពិបាកជាងគេហ្នឹងគឺ define how to define sensitive information បាទឬក៏យើងធ្វើ labeling អញ្ចឹងយើងពិបាកកំណត់មែនទែនទៅលើតើអាណា អ្វីជា confidential non confidential ឬក៏បែបជា គ្រាន់តែជា document ធម្មតាយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ encrypt ទេបាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងជួយធ្វើ assessment ហើយនឹងជួយ guide ជួយ implement របស់គាត់ជួយសិក្សាជួយធ្វើជារបៀបដូច master plan អញ្ចឹងគឺយើង support គាត់ពី information labeling ហ្នឹង អញ្ចឹងតែយើងគួរតែដាក់ label យ៉ាងម៉េច ដើម្បីថាពីអាហ្នឹងវាជា sensitive វាជា non sensitive វាជា internal use វាជា external ឬក៏ជា normal document អញ្ចឹងទៅ បាទ ហើយបន្ទាប់មកគឺយើង data របស់យើងគឺយើង encryption ដែរ យើង អត់សូវដើរសូវបារម្ភទេរឿង information encryption ឬក៏ data loss prevention ហ្នឹង តែនៅស្រុកយើងហ្នឹងក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគាត់ចាប់ផ្ដើម working on ទៅលើ data encryption ឬក៏ data loss prevention ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងជួយសម្របសម្រួលយើងជួយធ្វើការ assessment ឬក៏ deployment ឬក៏អ្វីដែលគាត់បាន deploy ហើយឲ្យទៅតាម follow standard ឬក៏ best practice ឬក៏ recommendation ពី Microsoft គឺយើងជួយពួកគាត់បាទហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង data archiving ហើយនឹង retention period ដែរ អញ្ចឹងតើបើសិន data ក្រុមហ៊ុនប្រកួត operate រយៈពេល 10 ឆ្នាំ 20 ឆ្នាំ 30 ឆ្នាំ តើអញ្ចឹងគួរតែ data ប្រកួតធ្វើការ archiving តាមបែប policy យ៉ាងម៉េចគឺយើងជួយនៅក្នុងហ្នឹង បាទហើយនឹង retention តើយើងគួរទុកប្រមាណឆ្នាំ policy 5 ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ ឬក៏ ច្រើនជាងហ្នឹង ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងគួរតែយកទៅណា យើងមាន archiving archive on prem archive on cloud ឬក៏ keep it somewhere ដើម្បី safe អញ្ចឹងទៅ បាទ ហើយចុងក្រោយនេះគឺសំខាន់ដែរតទៅជាមួយនឹង activity log ឬក៏ audit log តទៅជាមួយនឹង activity ដែល assess ទៅលើ system ទៅលើ information ឬក៏ document របស់ company យើងទាំងអស់ អញ្ចឹងពីតាំងពី user គាត់ access ឬក៏ traffic គាត់ access មក from be somewhere ដែលយើងគំការ បុគ្គលិករបស់យើងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅតែខ្មែរទេ ក៏ប៉ុន្តែ user របស់យើងគាត់ access មកពី traffic ចេញមកពី ក្រៅប្រទេស ឬក៏អី ឬក៏ពី កន្លែងណាដែលយើងអត់ approve អញ្ចឹងណា បាទ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាច review ទៅលើ activity ឬក៏ activity explorer ឬក៏ audit log បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺគេថា Microsoft 365 security baseline ហើយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់បានមើលរំលងដែលគាត់អត់ទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏ small business គាត់អត់ទាន់មាន IT អីក៏អាច consider service ពី softline ដែរគឺយើងមាន support team ហើយដែលនៅទីទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំសូទាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft 365 Lighthouse អញ្ចឹង Microsoft គឺមាន 2 ដែរ Lighthouse ផង 365 មាន Lighthouse ផង Azure គឺសម្រាប់ partner support ជា អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងពី manage protection ដែរនៅ week បន្ទាប់នេះគឺមានន័យថា week ទី 1 ទី 2 គឺយើងធ្វើអីមិញមានន័យថាយើង start month 1 អញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកយើង start week ទី 1 week ទី 2 នេះគឺតោងជាមួយនឹង weekly report អញ្ចឹងយើងមានជា report risky support MFA sales with reset password ទៅលើ device របស់គាត់នឹង secure មិន secure device របស់គាត់ access មក corporate business data របស់យើងនឹងគាត់ compliant non compliant គាត់ approve ឬក៏ allow អីអត់ចឹងទៅបាទហើយមួយទៀតនេះគឺនៅក្នុងគេថា strict protection នៅក្នុង ស្ថាប័ន របស់គាត់នឹងអាចមានយើងមើលទៅថាមានអាច setting អាច access មកដល់ system របស់យើងតាមជាអីខ្លះដូច data គាត់ show ចឹងទាំងពី device ទាំងពី application ទាំងពី user ទាំងពី network traffic ឬក៏ IP អីចឹងទៅ បាទហើយមួយទៀតគឺ data loss prevention អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានជា implementation យើងមានជា reporting ឬក៏យើងមានជា advisor consultation ឲ្យបងវិញថាអូខេបងឥឡូវហ្នឹង status របស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងគឺ safe or secure បាទហើយយើងមានជា quarterly review ដែរយើង start ពី data ពី month ទី 9 ឡើងអញ្ចឹងទៅ month ទី 7 ទី 9 10 11 ទៅ 12 អញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងយើងទៅ review ទៅលើ ពី policy នឹងវិញទាំងអស់ ហើយបងដឹងស្រាប់ហើយ ដោយសារ Microsoft គឺគាត់ keep develop ថ្មីថ្មី រហូត ជារៀងរាល់ខែ ប៉ះសិនបើយើងអត់បាន តាមដាន វាទេ គឺមានន័យថាគឺ ដែលយើង ធ្លាប់ប្រើពីមុនហ្នឹង ពេលខ្លះ សូម្បីតែមករកកន្លែងចុចហ្នឹង ក៏អត់ឃើញដែរ Microsoft ក៏ដូរឈ្មោះ ក៏ដូរប្រដាក់ គាត់ improve ទៅលើ ពី functionality ឯងផងគាត់ ចឹងទៅ អញ្ចឹងមានន័យថា softline គឺយើងមាន IT roadmap ដើម្បីទៅសូពួកគាត់ទៅ review ទៅលើ ពី policy ដែលយើងបាន create ទាំងអស់ហ្នឹង ហើយនៅកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរ secure score
cứ cầm hôn trả nó là sử dụng đại ban dương bản implement high score chỉ tụ tới gửi qua đó là fully được qua ban 50% được qua 50% này recommend rồi bằng máy cái software chứng minh này là person và secure score phải dương chạm bị chặt 50% lãng nâng nông thì nên phải dương configuration minh này là sản phẩm và dương nâng cứ việc nâng nông kỳ hào intermediate này là quạt viên hai đại hai tại bởi score phải dương về low tê còn 50% minh này là secure thì phải dương nâng cứ nâng low mình tên và chúng cứ dùng thử consider từ lời lại những đài từ lời secure score device control hay những compliant và hay một tiết cứ sensitive info type bị information labeling rồi có data loss prevention chúng đôi nhóm chuẩn bị bị khẳng đàm chúng cứ cái define bị sensitive data non sensitive với đấy rồi có normal data nó cứ bảo bạ mình tên là bây giờ define lại năng viên miễn phí thì mỗi cái là manual hay là automate chúng là manual bên đây là dùng quy thuê đợi đầy mùi 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 chân tờ hay bị dùng automate khi dùng apply gì là labeling bị centralize chân tờ và hay mỗi tiết trong khối nước bên đây là đó cho nằm đó khai thì đọc bí khi dùng review từ licensing optimization bên đây là bản thân bà dương phở mà chân nằm đơn máu chung cá chương ớt sơ ban dụ thi lại vì đội chiếu sẽ được âm business premium rồi có business standard rồi có anh chẳng biết là dương tình tới dương phở tại email xong bây là nạc lắc one right của ớt phở team của quạt ớt pra SharePoint của quạt ớt ban pra Power App của quạt ớt ban pra hay chiếu sẽ sử thi tầng ớt nâng cư nó standard tầng ớt by default tầng ớt chẳng cư dương nâng từ review mà quạt hai bản thân bà quạt ớt thờ ca pra ý chẳng phóng ớt chẳng bạch thờ renew license phụ ta business premium đấy còn ai cho ta standard còn cho basic được còn quạt cho phụ thẩm tài đội chain online như chẳng cho và anh ấy gọi là licensing optimization chẳng lại na để quạt trợ cá chạm tính lại na mình trợ cá dừng bài tình và anh ấy cứ dừng ai define mình define từ tám lần kia là optimization hay license biết cứ dừng ai mạch bàn ok hay ni chia simplify technology investment để dựng thử cả comparison để ra có quạt bàn chấm điểm pi càng môn đáy để mỗi địa tôm và sân bây dựng prao third party chấm mỗi đằng third party cứ dựng miền trán ở mặt hay dựng prao từ chia Google dựng prao chấm mỗi đằng đôi solutions mà remote access advanced email protection single sign on rồi bỏ Okta rồi có email rồi bỏ G Suite rồi có dựng phở data device management rồi bỏ IBM rồi có dùng phở Windows Terminal đảm bảo access từ chỉ remote desktop anh dẫn á và bản thân chỉ dùng browser party cứ dùng integrate từng ao mô đảm bảo bàn chỉ one bundle solution đối business Microsoft business premium cứ kho với thay mình thấy cứ là bạn phải chia tung mà khai $60 và đại dương compare cho mỗi Microsoft business premium đại vì include everything từng ao nữa nếu các chuyện nó cứ tầm lại và biết tung mà khai tầm tới mà $55 thì và chúng dân cư đã consider đây là cơ hội mà chúng muốn gọi ra nè các gọi ra email Google từ hay nè các gọi từ ra cloud storage po Dropbox rồi có ra box hay gọi từ email chat communication ra Slack và ấy giống đó chúng bên đây là dân third party hay nè trong Microsoft nó cứ cái là Microsoft ecosystem one bundle solution cứ nó không đơn thuần chúng dân pay tại mà đó cứ chọn và hay chấm nói này cứ chấm nói lọ đá đại Microsoft từ tại trên program đang đáng cứ Microsoft bề phim Lighthouse đã về eligible for only some specific partner only cứ xem support từ lơ solution đã dựng define Microsoft service managed protection mấy năng softline managed protection và chẳng hay cái thằng Microsoft bề phim Lighthouse chứng lại hầu cứ miền pi miền là rũ hay là Microsoft chứng ngày nó ghi nhầm số chuẩn bóng tệ tông chuyển mỗi nắng bây giờ phải lại hầu thì ta su Microsoft lại hầu nó vui việc benefit ích lắm thì mỗi cứ target lại hầu cứ từ support cho mình small rồi có new startup rồi có medium business customer đã có toàn miền IT rồi có quạt trong investor IT thế chứng cứ quạt tân từ partner chứng partner này một quạt đối softline nó cứ certify eligible map Microsoft BPM Lighthouse đại dương ai chui support the customer thì mỗi khi dương attach the kêu tha customer tenant rồi có customer portal đôi IT admin phải dương tê chứng năng Lighthouse nó cứ dương miền kêu tha customer management portal đại dương miền chia softline portal mỗi khi dương từ review dương miền tha từ review từ lơ pi email communication data đấy cứ dương từ review tệ tông chỉ môi nó cứ tại security information rồi có protection thì
bà chẳng thì mỗi dương chui từ lơ hàng end user customer đã gọi mình bên IT để dương monitor từ lơ proactivity từ lơ management đối user activity traffic đại vì cả lang là không tin nhắn phải dương nhận từ hay dương miền trong hôn chán đã gọi đại chia partner rồi gọi chia customer rồi bắt offline nhà gọi tài tài forward email mail là bây giờ dùng chai ta này tự bàn email security improvement bị Microsoft gọi ở dùng chui analyze mở bạn nơi không lấy cứ dùng miền chia active dashboard để mẹ monitor directly vô tại mặt đoàn bà hay mỗi tiết improve từ security nâng từ gọi ai protect từ device từ data bị user activity bị traffic bị device compliant not compliant rồi có data risk đại vì ai leaking từ rồi có miền ransomware là có ai trying to attack anh chẳng tới chẳng năng nóng nó cứ dùng ai monitor chun quạt bàn từng mà pay bốn máu cứ dùng miền system mà dùng là bay monitor và hay mới standardize the configuration chẳng năng nóng nó cứ dùng identify đằng đá tại bộ nhóm tha slide bị slide càng một nó cứ để tương chuẩn mới nâng từ verify review từ lơ configuration hay nâng improvement ta miền ấy chỉnh thay ta configuration nâng cua tại cái rồi còn mình cua tại cái rồi còn dùng ai improve từ lơ security từ lơ ấy nó bật hàm nóng nâng và chúng này hỏi cứ chia Microsoft BPM Lighthouse để support từ hàng end từ hàng small business customer chúng này không nâng dựng ảnh mở bàn vì bật tích data at front đó cứ dựng miền này khá thì mỗi tệ tương cho mỗi nâng user anh ấy còn này mở dạng simple một phút đại dựng miền Microsoft Lighthouse portal chúng dựng ảnh monitor mở từ lửa thì nâng anh ấy chỉ ưu tế hóa ná và chúng ưu tế hóa là định miền là confirm user compromise cứ dựng miền monitor vì risky user ta miền at risk low double mũi chứng bệnh sinh miền at risk double mũi dương ảnh mà mở remediation zero dismiss zero chứng bệnh mũi miền này khác cái dương ảnh mà mở từ lơ review risk detection là nòng năng tiện chứng risk từ lơ email từ lơ từ tổng chuyển mũi năng dương miền cloud app security nằm bay monitor vì bị prepared application prepared file để quản access from somewhere được có quản access from từ lơ device chẳng tờ và anh ấy còn là one of example để user risk hay mối tiếp theo tương cho mối năng user cái đoạn đối này tenant doesn't have MFA enable chẳng MFA này sầm khán này có miền trong hôn trang này để quạt office bài phép hay để quạt hiện enable MFA rồi có phải để quạt enable MFA nâng quạt tha nâng vì too complicated xâm hợp user và quạt men sắp chật thai ai quạt chi dân bởi vô quạt ai understand đi tới có thể complicate cái bản thân chỉ ở enable thì cái này user dùng compromise từ bằng cái fix cái access mà đó system và dưỡng anh quạt và bà chuyên môn tiệt quạt miền bánh hà từ lưu data từ lưu information và quạt bà chẳng năng nóng đấy cứ kê recommend được ở bê đại dương access khơi nhỏ năng hay cứ dùng chi dùng feedback từ càng quạt chú ý improve từ càng quạt chú ý bây giờ rồi có advice dùng miền chia report quạt mở tiệt hai mối tiền này dùng miền là mà pay user and register for MFA cross bốn thiên năng và anh ấy bốn thì nên đây sẽ chia Lighthouse Partner đấy bạn dừng mở khởi anh tạm thì nên chẳng dừng ai anh đã phải đăng cứ dừng xem support ok và anh ấy cứ user đại viên định thạch đấy one of the example one of for thì nên enable for all user có vấn đề P này nâng chân áo đọc P nâng cứ enable register mẹp sales with reset password client sales with reset password nâng có việc lo đấy, xem app tham ban môi trường đó, anh đã quạt ở này, P từ lượt hết đấy, từ IT group user đã quạt working from anywhere, máu đã quạt thực cả ai reset password đã clone ai, quạt verify cho môi năng cái security question, rồi có verify cho môi năng MFA nào và to những từ, rồi có cho môi năng conditional access những từ, ba. It's come to the and hay bơ sân chi bong miên sumnua rư ko ai a bong ai pos nơ khong ni da ra chai mơ thing jeung ko dol mang da hay ma sốt đây bong ọp ni bơ sân chi bong miên sumnua ai bong ai trop nơ khong chat bong ni mơ đó bong năng ngày bong Saravut bong IM currently group office bây giờ program customer chia sẻ âm nè đặt ra
business premium ណាគឺអាចបង register ជាមួយនឹង lighthouse បានតែ lighthouse ហ្នឹងគឺ lighthouse partner អាហ្នឹងបងចាំយើង talk offline ពីខាង softline បងយើង invite ជា lighthouse partner មកគឺយើងអាច manage និង support បានโอเคចុះសម្រាប់បងផ្សេងផ្សេងទៀតបងបងមានសំណួរអីដែលត្រូវសួរខាង speaker ខាងខ្ញុំឬមួយក៏បងអាចជួយបំពេញ feedback form ទៅពួកខ្ញុំអាចតាក់ទងទៅបង separately ក៏បានដែរឥឡូវបងអត់ចង់សួរនៅក្នុង webinar នេះអញ្ចឹងបងโอเคបងបើសិនជាបងអត់មានសំណួរទេខ្ញុំ hand over ទៅខាងសិលាវិញដើម្បីគាត់បន្តការងារនេះโอเคបងអាចចាអរគុណបងពុទ្ធហើយតារាបងអាចជួយ scan ទៅលើ QR code នេះបន្តិចក៏បានដែរបងអញ្ចឹងយើងអាច fill form នឹងពីក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរបងនៅ stand by តិចទៀតបងឥឡូវអាចមានបងណាគាត់មានសំណួរសួរបន្ថែមអញ្ចឹងបងបាទអាច solution នេះរៀងថ្មីសម្រាប់ខាងបងព្រោះអីភ្ញៀវភិកច្រើនគាត់អាចប្រើរៀង basic office 365 package ហើយភ្ញៀវមួយចំនួនក៏គាត់ប្រើ enterprise feature អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអាចថាភ្ញៀវមួយចំនួនទៀតគាត់រៀងថ្មីសម្រាប់ខាងគាត់អញ្ចឹងពួកយើងអាច conduct one on one workshop separately ក៏បានដែរបន្ទាប់ពី and webinar ទៅអញ្ចឹងណាហើយបងអាចជួយ provide នៅក្នុង feedback form បន្តិចមកពួកខ្ញុំនឹងអាចតាក់ទងទៅបងโอเคដូចជាអត់មានសំណួរអីពីខាងខ្ញុំក៏ទទួលទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចសូមបញ្ចប់ webinar ធ្វើប៉ុនេះហើយក៏អរគុណបងបងច្រើនដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួម webinar របស់ខាង Softline ហើយខែក្រោយយើងនឹងមាន webinar ទៅលើ topic ថ្មីថ្មីបន្តទៀតដើម្បីនាំជូនដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានខាងបងយើងចូលរួមទៀតហើយសង្ឃឹមថា session នេះនឹងមាន benefit សម្រាប់ខាងបងហើយយើងនឹងអាចតាក់ទងទៅបង separately ក្នុងករណីថាបងចាប់អារម្មណ៍ហើយបងអាចជួយ provide feedback form អញ្ចឹងណាបងសុំទោសផងដែរបង webinar នេះអត់មាន lucky draw ហើយបងចាំមើលក្រោយក្រោយទៀតបងបើសិនជាមានពួកខ្ញុំនឹង inform from the beginning អញ្ចឹងណាបងតែសម្រាប់ webinar នេះអត់មានទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាជួបបងបងនៅក្នុង webinar ក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ session ត្រឹមប៉ុណ្្នេះចា Yes thank you so much បាទអរគុណបងច្រើនអរគុណបងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមជាមួយគ្នាបាទ Yeah stay safe and have a